Xin chào các bạn, mình đang đứng ở con hẻm số 287 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3. Thì ở đây là cuối hẻm nha các bạn. Từ Nguyễn Đình Chiểu đi vào hẻm 287 là ở cuối hẻm. Ở số 287/66 có một cái quán bún riêu và canh bún đã rất là lâu đời rồi. Thì nghe cô chủ nói là quán này là đã bán được 25 năm đây. Là một cái quán bún riêu canh bún rất là ngon. Và các bạn thấy không, đây là vào buổi chiều là lúc nào cũng tấp nập và khách ghé ăn và mua mang về. Bây giờ mình sẽ đi vào quán để khám phá nha các bạn. Đây là cô chủ quán, cô chủ tên là Thủy. Nồi nước lèo rất là hấp dẫn nha. Chị Thủy đang múc canh bún cho khách mua và mang về. Quán này mình hay dắt khách để ăn lắm. Ở đây bún riêu và canh bún là có ốc nè, có chả cua, đậu hũ, quýt nữa. Quýt heo ha chị ha. Quýt heo. Canh bún thì ăn hết rau, rau muống luộc. Còn bún riêu thì ăn hết loại đậu xanh. Quán canh bún ở đây có một cái nước sốt, nước mắm gừng rất là thơm ngon để ăn với lại bún ốc là vô cùng hợp đây. Còn cái gì ai hả? Cái nước mắm này là để chấm với lại ốc phải không em? Dạ. Nước mắm gừng để chấm với ốc nha. Còn tô nữa không có đẹp mà hả? Đầy đủ như vậy là có giá bao nhiêu tiền vậy chị? 32.000. Bao nhiêu? 32.000 một tô đầy đủ. Cho chủ hai tô mày luôn rồi. Còn thì có rất là nhiều quán bún riêu và canh bún, cũng có nhiều quán lâu đời và có cái phong cách chế biến riêng. Ở đây thì cũng có cái điểm riêng của nó. Chẳng hạn như là chả cua ở đây được cô chủ cho biết là được làm từ riêu cua và trứng. Cái miếng chả cua ở đây ăn rất là mềm, béo và đậm đà. Đây là không gian bên trong quán nha các bạn. Với một quán bún riêu ở giữa trung tâm quận 3 thì
cái không gian này khá là thoải mái. Ở đây là trong một con hẻm cho nên là để xe cũng tiện. Tiết lộ của chị Thủy chủ quán thì cái màu bún riêu này nó được đẹp như vậy là nhờ chị nấu bằng hạt điều màu nha các bạn. Không có con chả. Lên muốn này lên 35.000 luôn. 3 kiêu đầy đủ, 1 canh đầy đủ. Lấy vô thơm nữa lên thơm không đủ để về đâu. Theo các thực khách sành ăn và thường xuyên ăn ở đây đánh giá thì các nguyên liệu ở đây rất là tươi ngon. Nước dùng nước lèo đậm đà từ ốc cho đến chả cho đến huyết đều ngon, đều đậm đà hết. Màu sắc cũng bắt mắt nữa. Chị ơi, ở đây mình bán là cả ngày luôn hay sao? Ở đây là quán bún riêu bán từ trưa đến 9 giờ rưỡi tối. Thì và buổi chiều lúc này là 5 giờ là đông nhất. Mình có thường xuyên ăn ở đây không vậy anh? Anh cho em xin cái đánh giá về cái hương vị ở đây như thế nào ạ? Bún riêu rất là đậm đà, ngon ha. Các nguyên liệu có tươi không anh? Dạ. Dạ, cảm ơn anh nha. Đây là không gian bên trong quán nha các bạn. Với một quán bún riêu ở giữa trung tâm quận 3 thì cái không gian này khá là thoải mái. Ở đây là trong một con hẻm cho nên là để xe cũng tiện. Còn thì có rất là nhiều quán bún riêu và canh bún, cũng có nhiều quán lâu đời và có cái phong cách chế biến riêng. Ở đây thì cũng có cái điểm riêng của nó, chẳng hạn như là chả cua ở đây được cô chủ cho biết là được làm từ riêu cua và trứng. Cái miếng chả cua ở đây ăn rất là mềm béo và đậm đà. Rồi đây là chả cua đã được chế biến sẵn và cắt thành từng miếng. Mỗi một tô bún là sẽ có một miếng chả cua như thế này. Khi mà bán gần hết thì mới bỏ vào nồi cho nó nóng. Canh bún ở đây được ăn với lại rau muống luộc. Đối với những quán ăn
thì mình có thể đi cùng với lại một nhóm bạn. Khi nào mà có hẹn hò với nhau để đi ăn vặt buổi chiều, đây là một trong những cái địa điểm rất là thích hợp để thưởng thức nha các bạn. Ngoài ra trong con hẻm này còn có rất là nhiều món ăn khác nữa, là một trong những cái con hẻm ẩm thực nổi tiếng ở Sài Gòn. Mình có thể đi đường Võ Văn Tần hay là đường Nguyễn Đình Chiểu đều có thể ghé vào đây được, rất là tiện bởi vì là một con hẻm thông giữa hai tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Võ Văn Tần. Có rất là nhiều món khác ngoài bún riêu như là bún bò Huế hay là bún bò viên hoặc là bánh xèo, bún thịt nướng. Như vậy mới thấy là ẩm thực Sài Gòn vô cùng phong phú phải không các bạn? Thì đối với một cái quán ăn tuy nhỏ như thế này nhưng mà đã tồn tại được rất là lâu đời và được nhiều thực khách biết đến. Khi mà họ đã thưởng thức một lần và thấy món ăn ngon thì chắc chắn là sẽ quay lại nhiều lần nữa và sẽ là một cái địa điểm quen thuộc và yêu thích của nhiều người.